Hello mọi người, là Xuân Ép đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phần backend của Dash Pro nha. Trước hết, mình bắt đầu video thì chúng ta sẽ demo cái sản phẩm mà chúng ta đạt được sau khi các bạn xem hết video này. Ok, bây giờ mình sẽ demo cái sản phẩm ấy. Ở đây á, mình sẽ làm phần backend của bản Dash Pro này. Khi mình thêm thuốc một loại thuốc nào đó, mình sẽ bấm vào tải lại. Ví dụ mình test thử nha. Giờ mình ném thuốc là ID là gì cũng được, là tên thuốc là vitamin đi. Vitamin. Số thuốc là 23. Ngày sản xuất mình cho nó là ngày ngày năm đi. Ngày hết hạn mình cho nó là ngày ngày 6 đi. Giá mỗi số lượng là 23, giá mỗi đơn vị là 22 đi. Thêm khi thêm thành công, hút được thêm phò thành công phải không? Và bấm vào đầu bảng điều khiển. Bây giờ cái bảng này á, nó sẽ kiểm tra là hút hết hạn và hút còn hạn. Nó sẽ ra cái biểu đồ này. Cái hút hết hạn á là hút một cái bảng là cái cột màu đỏ là expired medicine. Còn hút còn hạn là valid medicine là cột màu xanh. Ok, bây giờ bấm tải lại nè. Nó sẽ load lên. Hồi nãy mình đã thêm một cột thuốc là hút hết hạn, là nên nó sẽ hiện qua phần này là cột hút hết hạn, nó tăng lên một nấc lên là expired medicine. Ok. Bây giờ mình sẽ làm cái phần này, nhanh cái phần này, rồi chúng ta sẽ ở video sau nữa chúng ta sẽ thêm cái phần xem thuốc. Ok. Ở video sau mình sẽ xem bảng làm xem thuốc. Bây giờ trước mắt mình sẽ làm cái phần backend của phần Dash Pro này. Bây giờ bắt đầu thôi. Ok. Ở hôm cái video trước mình đã làm xong cái bản Dash Pro, mình thiết kế cái form Dash Pro rồi, và mình thiết kế cái form user at pharmacy rồi, at thuốc á, thêm thuốc rồi, một cái control thêm thuốc rồi. Bây giờ mình sẽ bạn quay lại cái form mà user US Dash Pro của form user. Ok, bạn bấm vào đây. Bạn bấm vào cái hành chat này nè. Bạn bấm vào chat này, xong bạn bấm prototype. Bạn kéo xuống đây. Bạn kéo xuống bạn thấy chữ serious collection. Ở đây mình đã đặt là expired medicine và valid medicine. Khi mình đặt tên này á, mình sẽ nhớ mà các bạn nhớ kỹ nha. Các bạn có thể ghi đặt tên riêng của các bạn, nhưng mà các bạn nhớ theo luồng nha. Vậy để các bạn có thể dễ hình dung hơn. Ở đây mình đặt expired medicine là hút hết hạn và valid medicine là hút còn hạn, mình sẽ đặt như vậy. Chứ mình nhớ cái kỹ các bạn nhớ kỹ mấy cái dòng chữ này nha. Chúng ta sẽ làm trên cái dữ liệu trên cái này, mấy chữ này nên rất là quan trọng. Rồi tiếp theo bạn đặt, sau khi bạn đã đặt tên rồi, bây giờ bạn bấm vào cái chữ bạn bấm vào form log, bạn bấm nhấn đúp vào cái form log này, nhấn đúp vào cái form của chúng ta, nhấn đúp vào. Sau khi các bạn nhấn đúp vào, ok, ở đây bạn có một cái form log rồi. Trước hết các bạn đã làm phần đó, chúng ta sẽ khai báo một cái như mình function, khai báo một cái function, khai báo function fn bằng new function. Ok. Và một cái string query. Tiếp theo là một cái dataset rds và một cái int 64. Chút xíu chúng ta sẽ đếm số lượng count. Ok. Ở sau khi các bạn đã khai báo rồi, bây giờ các bạn tạo cho mình một cái hàm. Một cái phương thức public, một cái khai báo một cái phương thức là void log chat. Một trong log chat này sẽ thực hiện câu lệnh như sau. Nó sẽ thực hiện câu lệnh là query bằng select count, sẽ đếm cái số lượng, đếm cái tên.
mời em nhớ cái kỹ nha các bạn, cái này là bạn các bạn ghi đúng như cái bảng bảng cái trường trường trong cái bảng Medit của các bạn nhé. Tiếp theo là from Medit, Medit điều kiện là data là ngày ngày hết hạn phải lớn hơn hoặc bằng rest data. Ok. Data. Rồi tiếp theo bạn sau khi bạn thực hiện câu lệnh query rồi, bạn xuống dòng. Bạn ghi là ds bằng fn.read data điền vào cái query. Tiếp theo là count bằng int 64.write. Mình sẽ chuyển bằng cái convert qua cái hàng ts.table.row table.table.table.com.row.browse. Trong cái row này sẽ có là một bảng thứ nhất khoảng không không và chuyển nó thành chuỗi cho mình. Ok, sau khi bạn thực hiện câu lệnh này rồi, mình sẽ list.chat chat one. Cái chat one này là cái nào? Cái chat one này á, là trong cái form user response design này nè. Các bạn khoảng bạn bấm vào cái chữ chat này nè, bạn bấm cái form chat này, rồi nó mình sẽ đặt cái phần name á. Đây, name nè, là chat one là các bạn liên kết với thằng này cho tôi. Tiếp theo á, chúng ta quay lại cái phần dashboard này. This chat là class this chat này. Tiếp theo nó sẽ chấm serious 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 valid và valid medi size. Ok, cái valid medi size là cái nào? Cái valid medi size á là cái thằng này nè, user dashboard design. Cái xuống đây mình kéo qua serious, ok serious, bấm vào đây. Mình ở đây là valid medi size, mình sẽ kiếm thằng này là hút còn hạn. Ok, quay lại cái thằng này. Rồi tiếp theo mình sẽ thực hiện câu lệnh là point 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 chấm at at it rồi thực hiện câu lệnh là medi size validity. Ok, và chat ra ngoài này điểm số lượng là count. Rồi tiếp tục sẽ test thử log chat thì lên đây gọi nó compact nó. Sau khi các bạn thực hiện thao tác này rồi á, mình tiếp tục thực hiện thao tác là query bằng select. Mình đã thêm hút hết hạn, hút còn hạn rồi, bây giờ mình sẽ thêm hút hết hạn. Select count my name from medit where data nhỏ hơn hoặc bằng red data. Ok, rồi tiếp theo là ds bằng fn.read data điền vào là query. Ok, rồi tiếp tục là count bằng int 64 chấm press, mình chuyển nó là chuyển là ds.tables rồi table 0.row chuyển vào là không không chuyển nó là hình chuỗi tư chuyên cho mình. Ok,
Sau khi thực hiện nó là mình sẽ discharge nữa, tiếp tục discharge one chấm serious. Trong serial mình sẽ truyền vào là is prime medicine. Cái is prime medicine là cái nào? Cái prime medicine là cái thằng này nè. Cái trong cái serial collection á, này là is prime medicine, mình sẽ copy thằng này. Copy name của nó. Xong rồi quay lại cái thằng dashboard. Mình sẽ pass vào đây. Ok. Và tiếp tục thực hiện thao tác là point point chấm truyền vào là medicine validity chat truyền vào là count. Cái này là sao? Cái medicine value chat này á là cái hàng như đây, cái hàng dashboard nè. Khi chúng ta gõ này nó sẽ hiện lên cái hàng này nè, ngay chỗ này. Nó sẽ hiện thông tin lên chỗ này. Ok. Count tiếp tục. Sau khi các bạn khai báo một cái phương thức rồi, load chat rồi chúng ta rọi nó lại qua đây hàng user dashboard log rồi thì chúng ta thực hiện tiếp theo á là chúng ta thực hiện là chúng ta sẽ bấm vào cái phần quay lại cái phần bottom, quay lại cái form form dashboard của chúng ta. Bạn nhấn đúp vào phần này, nhấn đúp vào bottom reload, mà trước hết các bạn nhấn đúp á thì các bạn nhớ đặt tên cho mình nhé, đặt tên là btn reload là tải lại. Bấm vào đây. Sau khi các bạn bấm vào bottom reload rồi, chúng ta sẽ thực hiện thao tác như sau: chat one chấm serious truyền vào là valid medicine, valid medicine là hút. Bạn có thể đặt tên mặt tiếng Việt cũng được, medicine medicine point chấm clear. Ok, và tiếp tục chat one chấm serious chuyển vào là it bright medicine, it bright medicine point chấm clear. Ok, cùng là log chat. Ok, gọi nó. Giờ chúng ta test thử nha. Ben 1 2 3 4 5. Bấm add medicine. Ở đây chúng ta đã log ra một cái thuốc còn hạn, một cái thuốc hết hạn rồi. Đây là medicine thuốc hết hạn phải không? Bây giờ chúng ta thêm một thuốc còn hạn. Ok, ID thuốc mình cho là 999 đi. Tên thuốc là vitamin C. Số thuốc là 23. Ngày sản xuất mình cho nó ngày ngày 3 tháng 13 tháng 10 đi. Còn ngày hết hạn á mình sẽ cho nó là ngày ngày 30 tháng 11. Và tiếp tục là số lượng thuốc mình cho là 12, 34, 12, 21, đúng không ạ? Ok, thuốc đã được thêm vào dữ liệu. Rồi chúng ta thực hiện thao tác là Dashboard. Và đoạn Dashboard này chúng ta sẽ log lên một cái thuốc là thuốc còn hạn là Valid Medicine nha. Nhìn chúng bấm bottom là Reload để tải một cái thông tin là thuốc hết hạn, thuốc còn hạn. Ok, bây giờ chúng ta đã thêm một cái thuốc hết hạn, thuốc còn hạn ở đây rồi. Ok, Valid Medicine là thuốc hết hạn, thuốc còn hạn. Chúng ta đã thêm phần ở vô cái bảng chat này rồi. Ok, chúng ta đã thực hiện xong cái phần demo ở đầu video. Tôi đã thực hiện xong cái phần demo thực hiện ở đầu video rồi. Trước hết chúng ta sẽ cho một cái chúng ta sẽ thực hiện thao tác là log cái hút hết hạn, hút còn hạn và cái bảng thành công và cái bảng chat này này để chúng ta biết là hút hết hạn bao được bao nhiêu và hút hết còn hút còn hạn bao được bao nhiêu. Nó sẽ hiện thông tin ở đây. Ok, và bấm button reload để chúng ta tải lại. Sau khi chúng ta đã thêm vào admin site này, chúng ta sẽ log cái dữ liệu, bấm reload ở đây, nó tải lại cái dữ liệu.
để chúng ta biết là hút còn hạn hay hút hết hạn. Ok, ở video này mình sẽ thực hiện chỉ thực hiện như đây thôi. Còn ở video sau mình sẽ thực hiện thao tác là view medicine là xem thuốc. Ok, mình sẽ thực hiện thao tác là xem thuốc và sửa thuốc, xóa thuốc luôn. Bây giờ chúng ta sẽ hẹn các bạn ở video sau.